xa cái mình ạ, tự ý kia có cái cây gòn chịu luôn. Dầu những thủ quả nó lớp trong lớp ngoài ạ. Ừ. Năm nào cũng được, cây nào cũng được, như cây đấy thì có mà xíu lắm nó ra mà. Nó có biết, nó có biết vào đây không? Con có giận dặn... xíu nó ra sao đấy bố? Xíu nó ra tháng 8 dương lịch mà. Sao nữa? À, đúng rồi, không phải nhầm với cả cái thằng lướng nướng. Cái nướng như là thế nhật với cả thằng cu em 5 ngày hay 8 ngày ấy. Từ trước biết nói thì thích cả. Chị, bên kia là nó xây chuồng bò. Đó, bên kia ở đấy. Con gái mấy con rể nó bắt cẩn đấy. Còn cái mộc khuê quê bạt cái trắng trắng kia là mới là bò à. Không biết đâu. Cứu nó chứ. Vậy tính cho chết hết. Nó đã bị cả xóm luôn. Hay chuyển qua trồng trái cây có được không? Hả? Chuyển qua trồng trái cây cũng khó, tại trụ hết rồi. Tại trụ đây rồi. Có thể thay trái cây vào rồi. Gặp bà rồi nhưng mà coi xem phương án người ta muốn như nào, mình cứ cho người ta suy nghĩ cái đã. Người ta không trả được mình ấy, thì người ta đi ký giấy người ta sang tên cho mình thế thôi. Đơn giản quá. Cái miếng của phía dưới của mẹ San đẹp đấy. Điều chết hết. Mèo cho ba toàn trụ vô đất ra đấy thay. Chắc lâu rồi cũng không ấy à? Lâu rồi cũng không...
chắc phải khoan cái rãnh qua cái kia. Báo bảo, con bảo gái cứ thương lượng đi, cứ suy nghĩ đi rồi trả lời cho con biết. Nghĩa là mình cho bà ấy hai phương án, nhưng mình không có đòi, mình không muốn nói gấp để cho bà suy nghĩ. Nhưng mà chắc nghĩ gì, chắc bà làm gì có khả năng để trả. Tìm mua ngoài đâu? Không biết đâu. Cho người ta cũng phải ra. Cỏ không là cỏ này, tiêu chết hết. Bên nhà kế bên cũng chết à? Đang kết nữa. Dạ. Dây luôn như cô phải. Đổ lốc đổ ổng, không phải ổng. Cùng luôn. 3, 2, 4 con chỉ vàng, mới phải vàng.